It's you and I. Xin chào tất cả các bạn, mình là Antidot và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những cái video về cái tựa game Apex Legends. Chúng ta đều đã được trải nghiệm cái gói Battle Pass mùa 1 này đến nay là khoảng một tuần rồi và nhiều người chơi trong các bạn đã cày lên cái level Battle Pass này lên đến level 25 đến 30, thậm chí các bạn còn cầy được nhiều hơn nữa. Nhưng mà với những người khác những cái người mà không có nhiều thời gian chơi game thì sao? Hay là những cái người mà vẫn băn khoăn là chưa mua cái gói Battle Pass này bởi vì các bạn nghĩ rằng các bạn mua nhưng mà các bạn sẽ không đủ thời gian để các bạn có thể cày đủ lên level 100 trước khi cái mùa giải này kết thúc. Hay là những cái bạn mà mới trải nghiệm, mới mới gần đây mới vào để thử cái gói Battle Pass này thì sao? Vậy thì qua cái video ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn giải tỏa được cái mối lo ngại đó bằng cách là mình sẽ chỉ cho mọi người cách để mà lên level Battle Pass nhanh hơn cũng như là cái thời gian ước tính để các bạn có thể hoàn thành được 100 level của cái gói Battle Pass này Giới thiệu như thế đủ rồi Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái điều mà cần biết ở trong cái video ngày hôm nay Đầu tiên ấy, là các bạn cần phải biết đó là mỗi cái level ở trong Battle Pass Các bạn sẽ cần 29.500 kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm để các bạn có thể lên được một level Tuy nhiên cái con số này ấy, là không thay đổi từ level 1 đến level 100 Tức là nếu mà các bạn lên từ level 1 lên level 2 Các bạn cần 29.500 kinh nghiệm đúng không Để các bạn có thể lên được Thì các bạn lên từ level 99 đến level 100 Cũng với cái số kinh nghiệm như vậy Không có gì thay đổi cả Thì chúng ta sẽ có những cái cách nào Để có thể kiếm được cái số kinh nghiệm như thế này Tương tự với cái cách cày level bình thường Ở trong cái level game ấy Thì quan trọng điều đầu tiên Phải là cái thời gian sinh tồn của các bạn Phải càng lâu càng tốt với mỗi cái phút sống sót các bạn sẽ nhận được thêm 180 điểm kinh nghiệm. Nếu các bạn giành được top 1 ấy, thì các bạn sẽ được thêm 900 điểm kinh nghiệm và nếu các bạn lọt vào top 3 thì các bạn sẽ có thêm 300 điểm kinh nghiệm nữa. Nhưng mà 300 điểm kinh nghiệm này nó sẽ không cộng dồn nếu như các bạn đạt được top 1 rồi. Giết được champion cũng giúp cho các bạn đạt thêm được 500 điểm kinh nghiệm. Còn lại những cái tiêu chí khác thì nó có ít kinh nghiệm hơn khoảng mấy chục thôi, 25 đến 50 kinh nghiệm. Nhưng mà nó có thể cộng dồn lại được. Vậy nên nếu mà một trận đấu các bạn đạt được top 1 hoặc các bạn lọt vào top 3 cùng với đó là các bạn có một cái số lượng kinh khá là lớn cùng với cái lượng đam mà các bạn gây ra nhiều thì sẽ giúp cho bạn đem lại rất nhiều kinh nghiệm ngoài ra thì việc mà các bạn chơi chung với cả bạn bè của mình cũng sẽ giúp cho các bạn kiếm thêm được điểm kinh nghiệm nữa như vậy thì bạn sẽ được nhận điểm kinh nghiệm mỗi phút mà bạn sinh tồn bạn tồn tại được ở trong một game của Apex Legends nhiều bạn nghe đến đây sẽ nói rằng lút đồ xong mà chỉ có ngồi thủ dâm với ngồi thủ nhà ở trong game Apex Legends thì chắn chết Vậy nên cái lời khuyên của mình dành cho các bạn để mà các bạn vừa có thể kiếm được nhiều kinh nghiệm ở trong game để mà có thể cày level được Battle Pass và vừa có thể tận hưởng được vui vẻ khi mà chơi game. Đó là các bạn hãy cứ chơi như bình thường, hãy cứ loot đồ xong đi bắn nhau. Nhưng đừng cố gắng là đừng có chết ngay khi mà vừa mới nhảy xuống và cố gắng đạt được những cái tiêu chí mà mình vừa nói ở trên. Và cũng đừng quá tốn thời gian ở phòng chờ nữa. Mình thấy rất nhiều bạn ấy khi mà rủ bạn bè vào chơi thì dành cái thời gian để mà chờ bạn bè vào ở cái phòng chờ nó rất là nhiều và mình cảm thấy nó rất là tốn thời gian cho các bạn như mình nói rồi mỗi phút các bạn tồn tại được ở trong game Apex Legends là bạn đã có thêm kinh nghiệm rồi vậy nên khi mà các bạn đang chờ bạn bè mình vào trong game chơi ấy thì các bạn có thể là vào solo đi có thể là các bạn vào tấu hai thôi các bạn vào nghịch ngợm thôi không cần phải trai hát không cần phải quá là căng thẳng làm gì nhưng mà chỉ cần không chết sớm các bạn chỉ cần tồn tại được là các bạn đã có thêm kinh nghiệm rồi trong cái thời gian mà các bạn chờ như thế ở trong cái gói battle pass này này nó cũng có một cái cơ chế đặc biệt để bạn có thể nhận thêm được điểm kinh nghiệm nữa hỗ trợ cho các bạn cái việc mà lên level một cách nhanh nhất đó là mỗi legend có thêm một cái lượng điểm kinh nghiệm thưởng thêm Mỗi tuần đối với từng legend, các bạn có thể kiếm thêm được 25.000 điểm kinh nghiệm. Tổng cộng là các bạn sẽ có thêm 225.000 điểm kinh nghiệm với mỗi tuần với tất cả các legend. Cái kinh nghiệm thưởng thêm này nó chỉ áp dụng đối với cái thời gian sinh tồn của bạn mà thôi. Ví dụ như trong video này nhá, thời gian sống của mình ở cái game trước đó là khoảng 13 phút và mình nhận được 2457 điểm kinh nghiệm thì mình sẽ nhận được thêm 2457 điểm kinh nghiệm thêm nữa khi mà chơi cái legend Bloodhound này. Đây gần như là một cái kiểu dạng X2 kinh nghiệm ấy, nhưng mà nó cũng cho thấy rằng là để các bạn kiếm được nhiều kinh nghiệm để mà có thể lên level Battle Pass nhanh thì cái việc là các bạn phải sinh tồn và sống càng lâu càng tốt. Tiếp đó là bạn cũng có thể nhận được thêm 500 điểm kinh nghiệm nữa mỗi ngày với mỗi cái kin đầu tiên đối với từng Legend mà các bạn chơi. Đó là những cái cơ chế đặc biệt giúp cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn trong cái việc mà các bạn cày level cái gói Battle Pass này. Sau khi mà các bạn đã biết những cái điều này rồi ấy, thì cái đường lối chiến lược để mà chúng ta có thể kiếm được nhiều kinh nghiệm nhất đối với cái gói này là gì? Tất nhiên rồi, nhanh hay chậm thì còn tùy vào cái thời gian mà các bạn chơi game nhiều hay ít. Nhưng mà cái cách mà mình cảm thấy tốt nhất và tối ưu nhất để mà các bạn có thể làm mỗi khi mà các bạn muốn cày level battle pass ấy đó là đầu tiên mỗi game đấu ấy các bạn hãy chơi một cái legend khác nhau đối với mỗi legend mà các bạn được một kill này rồi thì tổng cộng đối với 9 legend các bạn đã có 4.500 điểm kinh nghiệm rồi rất dễ đúng không tiếp đến sau mỗi tuần hãy đảm bảo bạn nhận được tối đa 25.000 điểm kinh nghiệm thưởng thêm từ mỗi legend nếu cái thời gian chơi của bạn không quá nhiều và bạn muốn kiếm được nhiều kinh nghiệm nhất tối đa trong cái thời gian chơi của mình ấy thì mình nghĩ là các bạn hãy cố gắng làm chậm cái nhịp độ game lại và sinh tồn được, sống được làm sao để mà các bạn lọt được top 3 nhiều nhất, giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Cuối cùng là hãy cố gắng chơi cùng bạn bè để có thêm nhiều kinh nghiệm nữa và dễ dàng lọt vào top 3 hơn nữa. Nhưng cũng đừng vì bạn bè mà các bạn chờ đợi quá lâu ở phòng chờ mà hãy tranh thủ trong lúc bạn bè đang vào game thì hãy vào solo, tấu hài một vài game để cho tinh thần nó thoải mái. Cùng với đó là tranh thủ những thời gian để mà kiếm thêm được vài cái điểm kinh nghiệm ở trong cái gói Battle Pass nữa. Ok, như vậy là chúng ta đã biết được những cái cách tối ưu hóa nhất, những cái cách nhanh nhất để các bạn có thể lên một cái level Battle Pass một cách nhanh nhất rồi. Vậy thì theo những cái cách trên thì cái thời gian ước tính để các bạn có thể hoàn thành được 100 level của cái gói Battle Pass này là bao lâu? Theo như lời của nhà sản xuất Respawn ấy thì nếu mà các bạn lên level Battle Pass nó sẽ nhanh hơn so với việc các bạn lên level của nhân vật rồi. Vậy nên những cái bạn mà hiện tại các bạn đã lên được level 100 ở trong game theo level của nhân vật ấy thì các bạn chắc chắn không cần phải quá lo lắng đâu. Chắc chắn các bạn sẽ lên được level 100 của cái gói Battle Pass này. Nhưng đối với những bạn khác, những bạn mà chỉ chơi được Apex Legends cho từ 8 đến khoảng 10 tiếng một tuần và nếu mà các bạn đảm bảo các bạn làm những cái điều mà mình nói ở trên, cùng với đó là cố gắng các bạn chơi xen kẽ nhiều những cái legend khác nhau mỗi cái game để các bạn có thêm được cái kinh nghiệm thưởng thêm đối với mỗi legend ấy thì mình cam đoan rằng sau khi mà trước khi luôn, trước khi kết thúc mùa 1, các bạn chắc chắn các bạn sẽ đạt được level 100 ở cái gói Battle Pass này. Còn nếu các bạn là boy văn charm, các bạn chỉ chơi một legend mà thôi và các bạn quyết định không chơi những cái legend khác kể cả sau khi các bạn đã xem cái video này thì các bạn cần có một cái số lượng kill ổn định cùng với đó là các bạn cần phải lọt được top 3 vào khá là nhiều đấy cùng với đó là cái lượng đam gây ra nó cũng phải xem xem nó cũng phải ổn ổn nữa thì bạn vẫn có thể hoàn toàn đạt được cái level 100 ở trong cái gói battle pass này Tuy nhiên là cái thời gian chơi của bạn nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15 cho đến 16 tiếng một tuần Nó sẽ nhiều hơn một chút Nhưng mà yên tâm các bạn vẫn chắc chắn vẫn có thể đạt được trước khi mà mùa 1 kết thúc Vậy thôi, đó là những cái cách mà mình giúp cho các bạn lên được một cái level Battle Pass Một cách nhanh chóng nhất mà mình biết và mình muốn chia sẻ đến cho các bạn ở trong cái video này mình rất mong rằng sau cái video này các bạn có thể yên tâm cái quốc và đạt được level 100 Battle Pass sớm nhất có thể. Còn các bạn có cái thắc mắc nào khác không hay các bạn muốn quyết định chỉ chơi một Legend trong suốt cả mùa một này thôi Hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng nói chuyện nhé Cũng đừng quên like và subscribe để đón chờ những cái video khác của mình về cái tựa game Apex Legends này nữa Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bên dưới phần comment